cơn bão số 12 càng tiến sát vào bờ thì càng mạnh. Dự báo là sáng mai sẽ đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ. Thông tin dự báo mới nhất về cơn bão sẽ đến ngay sau đây. Xin mời biên tập viên Xuân Anh. Vâng, xin cảm ơn anh chị. Xin chào quý vị và các bạn. Đến 16 giờ hôm nay thì bão số 12 vẫn giữ cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15 và tâm bão số 12 cách bờ biển Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng là 300 km về hướng đông. Dự báo là lúc bão đổ bộ vào đất liền Phú Yên đến Ninh Thuận vào sáng sớm mai thì cường độ có thể đạt tới cấp 11, 12 và giật cấp 15. Với sức gió mạnh tới cấp 11, 12 như vậy thì khi đi vào đất liền Nam Trung Bộ, bão số 12 có thể quật đổ cây cối, cột điện và làm tốc mái nhà. Thậm chí là những trận gió giật tới cấp 15 còn có sức tàn phá ghê gớm hơn nữa. Ô tô con có thể bị đẩy lùi và cây cổ thụ dễ sâu từ 3 cho tới 5 mét cũng dễ dàng bị bật gốc. Chưa kể là khi mắt bão quét qua thì gió đổi hướng sẽ tạo thêm sức vặn và càng dễ làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện và có thể cuốn phăng nhiều đồ vật. Đối với ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực có khả năng cao mà tâm bão đi qua trước tiên sẽ là nơi mà có gió mạnh nhất. Ngay đêm nay thì cảnh báo gió sẽ mạnh lên cấp 10, cấp 12, giật cấp 15. Đối với các khu vực sâu hơn trong đất liền, bao gồm cả Nam Tây Nguyên thì sẽ có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, giật cấp 11. Ven biển từ Đà Nẵng xuống tới Quảng Ngãi và Bình Thuận sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vào ngày mai thì khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ có gió giật cấp 6 tới cấp 8. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã chỉ đạo các địa phương kiên quyết sơ tán dân trong các nhà ở không an toàn, vùng trũng thấp ven sông, cửa biển. Cần khẩn trương chặt tỉa cành cây, chẳng chống nhà cửa, kho tàng, công trình đang thi công trước tối hôm nay và cần đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, sẵn sàng khắc phục sự cố hoàn thành cần phân luồng giao thông đặc biệt là trên tuyến quốc lộ 1 đường Hồ Chí Minh hủy bỏ các chuyến bay qua khu vực trong thời gian bão ảnh hưởng cần hoàn thành việc đảm bảo an toàn công trình đê điều đang thi công và trước 18 giờ ngày hôm nay